Xin chào tất cả các bạn nhé. Dùng Facebook đôi khi các bạn thường thường đăng những cái status ở trên Facebook, nhưng các bạn lại bận điều gì đó, các bạn chưa kịp đăng hoặc là các bạn chưa kịp hoàn thành cái bài viết đó, và thay vào đó thì các bạn sẽ lưu những cái bài viết đó thành những cái bài viết nháp, và các bạn muốn tìm lại cái bài viết nháp đó ở trên Facebook để các bạn tiếp tục các bạn đăng lên, hoặc là các bạn tiếp tục chỉnh sửa và các bạn đăng, thì các bạn chưa biết cách nào để các bạn tìm lại những cái bài viết nháp đó. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm lại những cái bài viết nháp ở trên Facebook cho các bạn dùng điện thoại nhé. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bạn nào đang dùng điện thoại Android trước nhé. Mình đây sẽ là vào các bạn vào cho mình cái phần giao diện của Facebook nhé. Và bây giờ các bạn sẽ vào, các bạn đăng bài viết như bình thường. Đó, vào phần tạo bài viết. Mình lấy ví dụ như mình sẽ đăng viết một cái câu hoặc là viết một cái dòng trạng thái chẳng hạn. Đấy, viết một dòng trạng thái mà do mình giả sử như mình bận một công việc gì đó mà mình chưa đăng tiếp được, thì mình sẽ lưu lại thành một cái bản nháp để mình tiếp tục mình vào mình đăng tiếp. Và để lưu lại thành bản nháp thì các bạn sẽ nhấn cái mũi tên này này, đó các bạn sẽ trở ra. Đấy, và ngay lập tức nó sẽ hiển thị cho các bạn là cái phần lưu làm bản nháp nhé. Đây, các bạn sẽ chọn phần lưu làm bản nháp. Rồi, đó. Sau khi các bạn lưu làm bản nháp thì ngoài này nó sẽ nhận được, các bạn nhận được một thông báo ở trên cái phần là thanh công cụ này. Đấy, bản nháp của bạn đã được lưu này. Đấy, nhấn để thực hiện. Thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào đây để xem lại cái phần là bản nháp nhé, cũng như là xem lại những cái phần mà bản nháp cũ của các bạn, nó sẽ hiển thị hết ở đây. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị cho các bạn cái bản nháp gần nhất cho đến những cái bản nháp mà xa nhất. Đấy, ở đây mình sẽ có hai cái bản nháp này. Các bạn muốn xem lại cái bản nháp nào thì các bạn có thể xem lại. Và các bạn lưu ý là cái thời hạn nó sẽ là 3 ngày nhé. Đấy, sau 3 ngày thì nó sẽ bị xóa. Đây, các bạn muốn xem lại bản nháp nào thì các bạn chọn vào thôi. Đấy, vui quá này. Hoặc là các bạn trở ra này. Đấy, cái bản nháp trước này. Đấy, thì các bạn có thể chọn một trong hai cái bản nháp này. Các bạn có thể đăng và các bạn có thể thực hiện nhé. Rồi, ở trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ thực hiện cho mình như sau. Để đăng thì các bạn cũng vào cho mình tiếp tục là bạn đang làm gì này, tức là bạn đăng bài viết như bình thường. Sau đó thì các bạn sẽ viết nhé. Đấy, ví dụ như mình sẽ chọn là Hà Nội chẳng hạn, mình nháp thôi. Sau đó thì các bạn muốn lưu cái bài viết này thành bản nháp do bận công việc gì đó ấy, thì các bạn đây, các bạn nhìn trên chỗ bài viết này có cái dấu nhân này, các bạn chọn vào và nó sẽ hiển thị cho các bạn là lưu bài viết thành bản nháp. Đây, các bạn lưu vào bản nháp nhé. Đấy, và sau khi các bạn lưu bản nháp xong, nó sẽ hiển thị cho các bạn ra cái phần là trang chủ Facebook như bình thường. Rồi, để xem lại các bạn bài viết nháp đó thì nó sẽ, các bạn thực hiện như sau. Đó, nó sẽ không giống như ở trên điện thoại Android, thì các bạn sẽ đây, các bạn sẽ connect trực tiếp vào cái phần là bạn đang nghĩ gì nhá, các bạn sẽ chọn vào. Đấy, nó sẽ hiển thị ngay ra cái phần là bài viết nháp đó mà các bạn không cần phải đợi nó thông báo. Đấy, các bạn lưu ý cho mình, khác ở trên Android là chỗ đó nhé. Thì bây giờ các bạn muốn đăng tiếp hoặc là các bạn muốn chỉnh sửa tiếp gì đó thì các bạn sẽ thực hiện và các bạn sau đó các bạn đăng như bình thường nhé. Đấy, các bạn chọn tiếp để đăng và các bạn có thể xóa đi. Đấy, đây các bạn có thể chọn là bỏ bài viết này. Đó là các bước để các bạn có thể xem lại những cái bản nháp, những cái bài viết nháp ở trên Facebook mà các bạn chưa kịp đăng, các bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa. Và nếu các bạn thấy video của mình hay cũng như các bước hướng dẫn của mình hiệu quả, các bạn cho mình một like và nhớ chia sẻ cho mọi người biết cách này nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.